Lúc bây giờ Tần Giật Vân còn muốn đá tiếp Bị Mạnh Thiên Sở ngăn lại Ông chủ Tần đứng kích động như vậy Đừng có chưa điều tra rõ sự tình cơ mà Còn tra tra cái gì nữa Trần tướng đã rõ ràng Chính con lừa trọc này Thèm giỏ rãi sắc đẹp của nương tử ta Bức giàn không thành Rồi giết người diệt khẩu Đưa nó đến nhà môn phen này phải đem hỏa thiêu tiền dầm tặc này thôi Hư Tùng bây giờ cuống quýt nói Không, không, không phải ta giết Thật sự không phải ta miệng hắn bị đá trách toạc sưng vù cả lên nói còn không rõ tiếng nhưng vẫn cố kêu oan mạnh thiền sở lúc bây giờ mới nói người nói hết chuyện nửa canh giờ trước ra tự ta sẽ có quyết định hư tùng ham ham hồ hồ nói sau khi bị sư phụ đánh ta dọn dẹp xong bát đũa trở lại thiện phòng ngồi một hồi trong lòng trong lòng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra liền đi ra đi ra ngoài tìm tần nữ thí chủ ta vụng trộm đến gần cửa sổ phòng nàng Bên trong đèn còn sáng Thấy có hai bóng người Ta không dám tới quá gần Nhưng cũng không về phòng ngủ Ta đi ra ngoài qua chỗ hồng Ở bức tường bên cạnh chùa Vào trong rừng cây Muốn đợi xem nàng có đến như đã hẹn hay không Mạnh thiên sở thở dài một tiếng Lắc lắc đầu Người thật là cuồng dại Rõ ràng biết tần phu nhân cố ý trêu đùa ngươi Căn bản là sẽ không đến như đã hẹn huống chi đã bị sư phụ ngươi thấy cho dù mặt mũi nàng ta có dày đến mấy cũng không thể đến hẹn hò với ngươi sao ngươi còn ngốc nghếch đến đó trở nữa chứ người như vậy còn xuất ra cái gì phương trưởng huyền âm lại nói à gì đà phật mạnh thế chủ dạy bảo hư tùng rất đúng ngươi đã phạm sắc giới chứng tỏ lục căn chưa có tỉnh Vô duyên với phật sáng mai ngươi hoàn tục xuống núi đi thôi sư phụ Hư Tùng lê gối vài bước đến trước mặt huyền âm liên tục dập đầu Trán đập bình bình xuống đất Thất thành nói Sư phụ, cha mẹ Hư Tùng đều đã chết Được người nuôi dạy, xuất gia làm sư Thính Tùng tự chính là nhà của tôi Đổ nhi sai rồi Sau này sẽ không dám nữa Cầu xin sư phụ mở lòng từ bi Để đổ nhi ở lại Mặc cho Hư Tùng khóc lóc cầu khẩn như thế nào Huyền âm vẫn nhắm mắt lắc đầu khẽ khẽ tụng kinh niệm Phật không để ý tới. Mạnh Thiên Sở hơi buồn, dù sao thì hư tùng vẫn còn trẻ, làm sao có thể chống đỡ được mị lực chết người của tần phu nhân cơ chứ? Bật quá, nếu không có kệ tầm thành tịnh, có xuất gia cũng chẳng ích gì, cho nên cũng không quyền bảo hư tùng. Hư tùng thấy sư phụ đã quyết tâm đuổi hắn đi, không còn hy vọng ở lại, phủ phục trên mặt đất khóc nức nở. Mạnh Thiên Sở thấy hắn khóc thật thương tâm, không nhịn được bèn nói: hư tùng người đã phạm sắc giới Tuy rằng thân mặc áo cả xa Nhưng đội tâm lại là phạm phù tục tử Vậy thì có ích gì Nếu người thật lòng quy y Phật tổ Thì trước tiên tâm trạng của người phải xuất ra Chỉ cần người thành tâm Thần của người ở tại chùa cũng tốt Ở nơi náo nhiệt thị phi cũng được Kiểu gì cũng thành chính quả Sao phải đau khổ lưu luyến thính tùng tự này chứ Huyền âm né mắt nhìn mạnh thiền sợ Chăm hai tay nói Mạnh Thế Chủ Thầm Ngộ Phật Lý Diệu Ngữ Liên Châu Bận Tăng Bội Phục bội phục. Mạnh Thiên Sở ha hà cười Hắn nào có biết gì về Phật Pháp Hay Phật Lý gì chứ Những lời vừa rồi hắn toàn học trong phim ảnh Bộ phim nào có Hòa Thượng Đi Cô Hắn đều nghe thấy những lời đó Giờ nói ra được có gì lạ đâu Hư Tùng nghe những lời này Của Mạnh Thiên Sở mới ngừng khóc Có điều đột nhiên bảo hắn Rời bỏ nơi đã sống hơn 10 năm trời Quả thực khó chấp nhận hắn ngã ngồi ra mặt đất hai mắt vô thần không biết phải làm sao mạnh thiên sở bây giờ mới nói thôi được rồi việc xuất ra hay hoàn tục chúng ta không bàn đến nữa trở lại vụ án mạng này đi hư tùng người có động cơ giết người lại không ai có thể chứng minh khi phát án người không có ở hiện trường cho nên trước mắt người vẫn là nghi phạm lớn nhất sau này người có thể xuất ra tiếp hay không phải xem người có thoát khỏi vụ này không đã hư tùng bây giờ giật mình lúc này mới nhớ ra mình còn dính vào vụ án mạng này nếu mình không thể thoát tội đừng nói xuất ra ngay cả đầu mình cũng còn chưa chắc đã đảm bảo được hắn nghĩ nghĩ một lúc lại nói có người có thể chứng minh ta không ở hiện trường vậy sao mạnh thiên sở ngạc nhiên hỏi ai ai có thể chứng minh người không ở hiện trường tần thí chủ tần giật vân ngạc nhiên ta sao ta chứng minh cho người à Ta có mà chứng minh còn mẹ người ấy Lúc ta ở trong rừng Chờ tần nữ thí chủ Ta nhìn thấy ngươi Ngươi làm gì ta đều thấy Chỉ cần ta nói đúng Ta còn có thể chứng minh Lúc đó ta không ở sau chùa Mặt của tần giật vân hơi đỏ lên Sao ta không phát hiện ra ngươi Ta không ra rừng tùng phía trước chùa Sao ngươi lại thấy ta Tuy rằng tần giật vân sửa lời đúng lúc Nhưng lời nói lúc trước Vẫn cho thấy Lúc đó đúng là hắn đang ở trong rừng Ở trước chùa Mạnh thiên sở quay đầu lướt nhìn Tần Giật Vân một cái Cười cười Tiếp tục hỏi Hư Tùng Người đã thấy những gì Ta, ta cẩn thận nấp trong rừng Quả nhiên thấy xa xa phía trước có một bóng người Trong lòng vui vẻ Tưởng rằng Tần Phu Nhân đến như đã hẹn Lại gần mới thấy bóng người đó không phải Tần Phu Nhân Mà là Tần Thế Chủ Hắn không phát hiện ra người sao Không, hắn đi ra theo cửa chùa Còn ta ra theo lỗ hồng bên cạnh Nên hắn không nhìn thấy Thầy lúc đó hắn làm gì Mạnh thiên sở kỳ thật đã đoán ra Nhưng vẫn hỏi Hắn, hắn cởi hết quần áo trần truồng Nằm sau một thân cây Hướng mặt về phía chùa mà đợi Hạ Phượng Nghi và Phi Yến Nghe thấy lời này Mặt đỏ bừng, xoay đi hướng khác chỉ có tễ văn sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn hư tùng hư tùng biết rằng đây chính là chứng cứ tốt nhất chứng minh hắn không ở hiện trường lúc xảy ra án mạng vội vàng ngồi dậy lòng máu tươi ở khóe miệng nói Ta không có nói bậy Người đó chính là ngươi Ngươi nằm ở góc tùng cách cổng hơn 7 bước Không mặc quần áo Đèn trong chùa chiếu ra Ta có thể thấy rõ mặt của ngươi Mặt của tần giật vân lúc trắng lúc đỏ Nắm chặt tay đe dọa Ngươi, ngươi nói bậy cái gì vậy Hư tùng vừa lùi vừa lấy tay che đầu Chỉ sợ tần giật vân đánh ngay Ta không có nói dối người đợi một lúc Sau đó tỏ vẻ thất vọng Lại mặc quần áo rồi bước vào chùa ta cũng đẳng định vào thì lại thấy ngươi chạy ra bộ dáng vô cùng hừng phấn lại cởi sạch quần áo sau đó ta thấy nhà hoàn của ngươi theo ra hai người ôm nhau ngay trên bãi cỏ người người đừng nói hưu nói vượn ta ta phải đánh gãy răng của ngươi tần giật vân gầm rú chạy lại chỗ hư tùng định đánh mạnh thiên sở vội vàng túm chặt lấy tay của hắn ông chủ tần hư tùng tuy nói có chuyện ra chuyện riêng của ngươi nhưng có thể chứng minh lúc đó người không ở hiện trường hắn là nhân chứng của ngươi nếu người đánh chết hắn ai làm chứng cho ngươi chứ hơn nữa giờ tần phu nhân đã chết người khác biết chuyện giữa ngươi và tễ văn thì đã xảo chứ tần giật vân vốn định liều mạng thoát khỏi sự khống chế của mạnh thiên sở nhưng những đời vừa rồi cũng rất có đạo lý liền thôi mình cùng tiểu nha hoàn tư thông người ngoài có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì trước kia chỉ sợ cọp cái tần phu nhân nay cọp cái đã chết cũng chẳng cần phải che giấu nữa nghĩ đoạn tần giật vân lại nói được rồi ta thừa nhận lúc ấy đúng là ta và tệ văn thần thiết ngoài rừng cây tệ văn bây giờ vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi lúc mình cùng lão già thần thiết lại có tiểu hòa thượng đứng bên xem miễn phí thật không biết chùi vào đâu cho đỡ ngượng mạnh thiên sở nói với tần giật vân tuy rằng có làm lộ chuyện riêng của ngươi nhưng mà người quan trọng đành phải đắc tội có mấy vấn đề ta cần hỏi ông chủ Tần một chút Tần giật vân bây giờ lớn tiếng Không sao, người cứ hỏi đi Mạnh thiên sở bây giờ nói Các người luôn ở đó sao Đúng như vậy Cửa nửa canh giờ trước Ta và Tệ Văn cùng ở ngoài rừng cây Nhưng vừa rồi Người nói Ngươi cùng Tệ Văn nói chuyện trong phòng của nàng cơ mà Ta nói dối đó Tần giật vân cười cười Dù sao Mạnh công tử cũng đã biết chuyện này Ta cũng không giấu giếm nữa thấy sắc mặt của Tế Văn không tốt, biết chuyện này đã làm nàng khó chịu, liền bước đến, nắm chặt tay của nàng và nói: "Ta và Tế Văn đã có tình cảm từ lâu, trước kia ta đã từng định nạp nàng làm thiếp, nhưng đường tử không có cho, đúng là đã làm khổ Tế Văn." Những lời này của hắn làm đôi mắt của Tế Văn hoe đỏ, Tần Giật Vân lại ôm lấy Tế Văn rồi nói tiếp: "Hôm nay trước mặt mọi người, ta tuyên bố ta sẽ không chỉ nạp tệ văn làm tiếp mà sẽ đưa nàng làm lên làm nguyên phối của ta. Thân mình của tệ văn khẽ run lên, hai mắt đẫm lệ nhìn tần giật vân. Lão ra, lão gia nói thật chứ. Đường nhiên là thật, khi nào về Tô Châu, ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng để nàng làm nương tử của ta. Cảm ơn lão ra. Tệ văn khóc thút thít, hạnh phúc nhìn tần giật vân. Thư sinh trường Chấn vũ đứng bên cười khẩy. Ông chủ tần nhắc người một câu, nương tử của người mới chết, thi thể còn chưa có lạnh, đặt ở sườn phòng bên cạnh, người đã muốn tái giá, có hơi quá đáng quá không? Quá đáng ư, giọng của tần giật vân đầy căm phẫn, nàng ta mới thực sự là quá đáng, từ khi ta thay tên đổi họ để ở rể tần ra, nàng ta khinh thường làm nhục ta thế nào, các người không thể tưởng tượng được đâu. Người khác không có nói, còn mạnh công tử đây cũng thấy được một phần. Lúc ăn cơm, nàng ta làm trò câu dẫn nam nhân khác trước mặt ta, chính là ngươi, trường cộng tử. Giờ các ngươi chỉ thấy ta quá đáng, các ngươi có từng nghĩ trước kia nàng ta đối đãi quá đáng thế nào với ta không? Trường Trần Vũ kẽn lắc đầu thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Hạ Vượng nãy giờ không dám nói câu nào, giờ lên tiếng. Bởi vì nương tử của ngươi đối xử ngoan độc với ngươi, cho nên ngươi giết nàng, Thứ nhất là để thoát thân nô lệ Thứ hai là để lấy vợ mới Thứ ba là dành toàn bộ gia sản tần ra Một cục đá ném bà còn chìm Thật là cào kiến định Tần giật vân nghe vậy biến sắc Ông chủ hạ nói lời này là ý gì Không có ý gì cả Ta chỉ hy vọng có thể trợ giúp mạnh công tử Nhanh chóng bắt được hùng phạm Để sáng mai ta có thể đi Ta còn phải kiếm cơm ăn nữa Tần giật vân lại nói Người nói ta giết nương tử sao <laughs> Người đừng quên Vừa rồi con lừa trọc hư tùng đã chứng minh Lúc nương tử ta chết Ta và tệ văn ở ngoài rừng đấy Hạ vượng cũng cứng họng Không biết nói thế nào Đành cười lạnh không nói nữa Mạnh thiên sở lạnh nói Ông chủ tần Ngươi và hư tùng còn một số vấn đề chưa rõ Nên vẫn chưa thể loại trừ nghi ngờ Còn vấn đề gì Tần giật vân nghi hoặc Mạnh công tử đừng nói người cũng nghi ngờ ta giết nương tử chứ vừa rồi ta đã nói phương pháp loại trừ chính là từng bước từng bước loại trừ vừa rồi ông chủ hạ cũng nói người thật sự có lý do để giết vợ hư tùng cũng đã nói người ở ngoài rừng lúc đó có điều ta muốn nắm rõ thời gian đó là từ lúc nào đến lúc nào để xem có thể loại ngươi ra được không cho nên ta vẫn cần hỏi thêm tần giật vân nhìn những người khác rồi lại nhìn mạnh thiên sở tỏ vẻ không hiểu mạnh công tử đừng có quên chức hình danh gia sư của ngươi chính là do ta đề cử. Đúng như vậy, ta vô cùng cảm kích, tuy ngươi đề cử chỉ là muốn bịt miệng ta, nhưng đó là sự trợ giúp vô cùng đúng lúc, vô cùng quý giá. Dứt lời, Mạnh Thiên Sở khom người thì lễ. Sắc mặt của Tần Giật Vân hơi dịu xuống, "Vậy ý của ngươi là, hiện tại ta điều tra vụ án này, nếu hung phạm thật sự không phải là ngươi, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy." nhưng cũng không nên lảng tránh làm gì. Khi trời sáng, bộ khoái nha môn tới đây, người cũng sẽ phải nói cho rõ ràng, muốn tránh cũng không được. Chắc người biết, vừa rồi ngươi đã biểu hiện thái độ thủ oán với nương tử, rất có thể quan phủ sẽ nghi ngờ ngươi, chỉ sợ họ sẽ không nhẹ nhàng như ta. Một khi ngươi đã bị tình nghi, chắc chắn sẽ bị tra tấn để bức cung. Ông chủ tần, ta muốn biết ngươi có thể chịu được mấy lần tra tấn đây. Tần giật vân biết những lời này của mạnh thiên sở là thật Mặt mới ngẩn ra trắng bệch. Vừa rồi đã nói mình ở tần gia chịu khổ Còn tỏ ra oán hận đường tử Những điều này đều không nghe lọt lỗ tai Những người khác không nói Chỉ sợ hạ vượng vì muốn thoát tội Lúc đó lại thêm mắm thêm muối thì toi đời Phải mau chóng giúp mạnh thiên sở Tra ra hùng phạm giúp mình thoát tội Nghĩ đoạn tần giật vân cười cười Vậy thì được rồi Mạnh công tử cần gì cứ hỏi Ta nhất định phối hợp rất đơn giản có điều giờ là lúc quan trọng ta cần hỏi một mình từng người một bây giờ cần hỏi hư tùng trước ngươi và tễ văn đứng tách nhau ra quay lưng lại nếu không ngươi ta lại bảo các người thông cùng hiểu chưa những người khác giúp ta giám thị tần giật vân gật đầu cùng tễ văn làm theo những gì mạnh thiên sở nói lúc này mạnh thiên sở mới lên tiếng tiểu sư phụ theo ta ra đây mạnh thiên sở bây giờ đưa hư tùng đến căn phòng đặt thi thể tần phu nhân đóng cửa phòng rồi ngồi trước mặt theo dõi ánh mắt của hắn hư tùng người xem bọn họ thần thiết bao lâu ta mặt của hư tùng đỏ bừng cúi đầu không dám nhìn mạnh thiện sở ậm ừ nói ta xem đến lúc lúc họ mặc quần áo trở vào chùa trong bọn họ ai về trước hư tùng vẫn cúi đầu là là tiểu nha hoàn kia đi về trước một lúc sau ông chủ tần mới về sau đó là tiếng tiểu nha hoàn kia hồ hoán tần phù nhân đã chết Mạnh thiên sở chợt động tâm khoảng bao lâu Gần như ngày sau đó Có lẽ chỉ đủ thời gian đi tiểu thôi Mạnh thiết sở thẩm nghĩ Như vậy thời gian quá ngắn Không đủ để đi qua sân chùa Rồi đến nhà vệ sinh để treo cổ tần phu nhân Hơn nữa ra người tệ văn nhỏ gầy Một mình không phải là đối thủ của tần phu nhân Căn bản không thể treo cổ tần phu nhân Huống chi trên người tần phu nhân Không có thường tích Tức là không hề có chống cự Mạnh Thiên Sở báo Hư Tùng ra ngoài rồi gọi Tần Giật Vân vào mà hỏi Theo như Hư Tùng nói, lần đầu tiên người cởi hết quần áo nằm ngoài bia rừng để chở Tệ Văn có phải không? Đúng như vậy, Tệ Văn nói hai người cùng đi ra có thể làm người khác chú ý Cho nên ta ra trước chở nàng ấy, ta sợ rằng nương tử tỉnh dậy không thấy ta sẽ nghi ngờ Cho nên ta mới cởi hết quần áo chở Tệ Văn Mạnh Thiên Sở cười thầm, tiểu từ này thực là biết tiết kiệm thời gian rồi hỏi tiếp. vậy sao đang đợi ngươi lại về? ta đợi một hồi, Tế Văn vẫn không đến. đoán chừng nàng có việc gì không thể ra được, mới mặc quần áo trở về. vừa mới vào sân chùa, liền thấy tệ Văn đi ra từ phòng nàng. ta liền chạy ngay ra bìa rừng, rồi cùng Tế Văn thân thiết. vậy khi các người xong việc, ai về trước? Tế Văn về trước. nàng nói làm như vậy để người khác không nghi ngờ. một lát sau, ta mới chậm rãi trở về. Khi đó ta thấy người và Trương Công Tử đứng gọi ta Ngày sau đó nghe tiếng tế văn hồ hoán Những lời này ăn khớp với lời khai của hư tùng Mạnh thiên sở lại cho tần giật vân ra ngoài Rồi gọi tế văn vào Vẫn hỏi như trước Lời khai của tế văn cũng khớp với tần giật vân Mạnh thiên sở hỏi câu cuối Trong các người ai về trước Tế văn đáp Ta về trước Đến phòng phu nhân Thấy cửa phòng mở ra giường trống không Ta đoán phu nhân đã đi vệ sinh liền đi theo đến nơi thấy phụ nhân bị trào cổ Nói đến đây Tệ Văn khóc thút thít Ba người đều nói giống nhau Tuy Tệ Văn và Tần Giật Vân có thể thông cung từ trước Nhưng cũng không có khả năng thông cung với Hư Tùng Vì họ không hề biết lúc đó Hư Tùng đang ở bên cạnh Như vậy cả ba đều nói thật Mạnh thiết giở nghĩ nghĩ Mình đi cùng chủ tớ Hạ Phượng Nghi Phi Yến đến nhà vệ sinh Lúc về thì gặp tế Văn Khi đó Tần Phu Nhân ở trong phòng rồi mình lại vào phòng trường Chấn vũ. Tần giật vân nghỉ một lát, rồi ra bìa rừng tư thông với tệ văn. Nếu như những lời hư tùng nói là chính xác, tần giật vân và tệ văn luôn ở bìa rừng lúc đó, thì cả ba người đều không có thời gian gây án. Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, Hư Tùng, Trường Chấn Vũ, Tần Giật Vân và Tệ Văn đều không có thời gian gây án. Vậy chỉ có Lão Phương trưởng Huyền Âm, Hạ Vượng và Lão Đầu. Một trong ba người này, ai là hung thủ đây? lão đầu là gia nô của mạnh thiền sở mạnh già xà sút đến mức phải ăn nhờ ở đậu hạ gia lão đầu cũng không bỏ đi luôn tận tâm và trung thành chắc chắn sẽ không vì một cái vòng cổ mà giết người cướp của cho nên có thể loại trừ lão đầu Phương trưởng huyền âm nếu thực sự vì cái vòng xa xỉ kia mà động tâm, chắc chắn lão sẽ không khổ tù nơi đây hơn chục năm trời, mà đã xuống núi từ lâu rồi. Trường chân Vũ nói đúng, khả năng huyền âm thấy hơi tiền nổi máu tham ít có khả năng xảy ra. Còn nếu vì ham sắc giết người lại càng không thể. Đừng nói tần phu nhân có vài phần nhàn sắc, cho dù đạt tuyệt sắc mỹ nữ cũng chưa chắc làm lão hòa thượng này động tầm được. Nếu lão còn mê luyến nữ sắc, hẳn đã sớm để tóc cưới vợ từ lâu, chẳng phải đợi đến bây giờ. Vì vậy, những động cơ có đó có thể loại trừ ngay. Lão hòa thượng có thể có một động cơ nữa, đó là giết người diệt khẩu nếu tần phu nhân đã phát hiện ra được bí mật nào đó của lão có điều đến giờ huyền âm vẫn giữ kín như bưng hiện tại không hề có căn cứ để xác minh quan hệ giữa lão và nữ tử treo cổ hồi xưa hơn nữa ngôi chùa này có thể có những bí mật gì huyền âm không hé răng thì hắn cũng không tài nào tìm ra được cho nên tạm thời loại trừ lão phương trưởng vậy đối tượng tình nghi chỉ còn có hạ vượng mà thôi Đương nhiên, đó vẫn chỉ là suy đoán. Việc điều tra phá án bắt buộc phải lần theo từng hướng có khả năng lớn nhất. Nếu khả năng đó là không thể, khi đó sẽ phải tìm hướng đi khác. Lúc này thì người có khả năng gây án nhất chính là ông chủ Hạ Vượng. Lão tử này thèm dò dãi cái vòng cổ của tần phu nhân, lại có thời gian gây án. Trong ba người đó có khả năng phạm tội, hắn là nghi phạm lớn nhất. Mạnh thiên sở quyết định xuống tay với Hạ Vượng. Mạnh thiên sở đưa tễ văn ra khỏi phòng Đến đại hùng bảo điện Nhìn chăm chăm vào hạ vượng cười lạnh Hạ vượng bị mạnh thiên sở dọa cho sợ run Mạnh công tử Sao, làm sao thế Mạnh thiên sở lạnh lùng nói Sau khi mạnh bộ điều tra Nghi ngờ người thấy hơi tiền nổi máu tham Giết tần phu nhân cướp của Người, người nói bậy cái gì Người dựa vào cái gì mà nói ta giết người Bắt trộm phải bắt tận tay Người có chứng cứ gì Hạ vượng gần cổ nói chứng cớ sao? <laughs> Thứ nhất, tất cả mọi người đều thấy người thèm khát vòng cổ trần trầu của tần phu nhân. Thứ hai, người có thời gian gây án. Thứ ba, người là nam nhân, thân thể khỏe mạnh. Tần phu nhân dáng người nhỏ nhắn, thòn thả. Một mình ngươi có thể treo cổ nàng. Thứ tư, vừa rồi lúc ta tra hỏi, người cố ý làm loạn, ý đồ tránh lạc hướng điều tra. Thứ năm, <laughs> Hạ Vượng như bị mạnh thiên sở dùng súng tiểu liền bắn tưởng muốn vỡ đầu. Choáng váng lắp bắp hỏi. Thứ năm, thứ năm là gì? Thứ năm, chính người vừa nói, bắt trộm phải bắt tận tay. Vậy người có dám để chúng ta khám bọc hành lý của ngươi không? Các người, các người không phải quan phủ, cũng chẳng phải bộ khoái. Các người dựa vào cái gì mà đòi khám hành lý của ta? Ta, ta thật sự không hề giết tận phu nhân. Sau câu nói này như là muốn van xin vậy. Tần Dật vẫn cười lạnh, không làm chuyện khuất tất, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Nếu người không biết nương tử của ta, người sẽ không sợ chúng ta khám xét. Thật sự, thật sự ta không giết nương tử của ngươi, ông chủ Tần, ta nói thật đấy, xin người hãy tin ta, lúc đó ta ở trong phòng ngủ mà. Trường trấn Vũ lại nói, ông chủ hạ, để chứng minh người trong sạch, người nên đồng ý để chúng ta khám xét ánh mắt của hạ vượng hướng về phương trượng huyền âm to vẻ cầu xin hy vọng lão có thể đứng ra nói đỡ cho hắn vài lời không ngờ huyền âm lại chắp tay nói mạnh thế chủ phụ trách điều tra vụ án này hãy tôn trọng quyết định của hắn thì ra lão hòa thượng nghĩ trong chùa của mình phát sinh án mạng ngay cả mình cũng bị điền lụy đồ đệ duy nhất lại phạm giới và bị mình đuổi khỏi sơn môn cho nên lão hy vọng mạnh thiên sở mau chóng phá án chứng minh mình trong sạch trả lại sự thanh tĩnh cho ngôi chùa ngay cả lão phường trường cũng nói như vậy hạ vượng chẳng còn gì để nói đành cắn răng gật đầu được lắm các người chỉ được tìm vòng cổ không được động đến những đồ vật khác của ta mạnh thiên sở thẩm nghĩ không được động đến những thứ khác sao thế thì gọi gì là điều tra tiểu tử này sợ bị khám xét chẳng lẽ có dấu diếm vàng bạc châu báu gì hay sao tiểu hòa thượng hư tùng xương đèn đi trước mạnh thiên sở trường chân vũ Hoành Âm và tất cả mọi người theo sau. Tuy Hạ Vượng Nghi, Phi Yến, Tệ Văn không muốn đi xem náo nhiệt, nhưng ở lại thì sợ hãi. Một phần vì phòng bên cạnh còn đặt thi thể của tần phu nhân nữa. Một phần có bao nhiêu người đàn ông đều đã đi hết, còn đại ban nữ tử đều cảm thấy không an toàn. Họ đành lẹo đẽo theo sau, đứng xa xa nhìn lại. Mấy người mạnh thiên sở đang định vào phòng ngủ của Hạ Vượng và lão đầu, thì Hạ Vượng nói nhiều người như vậy không thể cùng vào nhiều nhất chỉ có thể hai người vào thôi mạnh thiên sở cười được lắm ta sẽ tự mình khám xét huyền âm phương trượng và hạ vượng đứng giám sát những người khác đứng ngoài cửa nhìn vào thôi ý ông chủ hạ thế nào hạ vượng bây giờ gật đầu bước vào phòng huyền âm cầm đèn lồng cùng mạnh thiên sở bước vào theo hành lý của hạ vượng chỉ là một bọc nhỏ bọc bằng vải xanh Mạnh Thiên Sở đang định cởi bỏ miếng vải bọc ra thì Hạ Vượng giơ tay ngăn lại cười cười. Mạnh công tử, trong này chỉ là mấy miếng gỗ, người kiểm tra bên ngoài là biết, không cần phải mở túi. Mạnh Thiên Sở cười, hê, 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 kiểm tra bên ngoài thì làm sao chính xác được, tận mắt thấy vẫn tốt hơn. Nói đoạn, gạt tay Hạ Vượng ra, bắt đầu tháo nút. Bên trong là mấy tấm gỗ mỏng, không có gì đặc biệt và một cái bọc nhỏ Mạnh thiên sở tò mò cầm lấy một miếng gỗ Liếc qua một cái Tức thì cười khảnh khách Hóa ra trên miếng gỗ khắc một bức xuân cung đổ Mạnh thiên sở lại cầm lấy mấy miếng khắc lên Cũng đều như vậy Khó trách tiểu tử này ra sức từ chối điều tra Hóa ra giống nhiều bản khắc xuân cung đổ như vậy Thời cổ đại Việc đi tìm gái đầu xanh là chuyện rất bình thường Thậm chí gái mại dâm còn hoạt động công khai và hợp pháp và cả văn nhân hơn nữa, rất nhiều học giả còn coi chuyện đó là biểu tượng của sự phồn thịnh. Có điều những bức xuân cùng đồ này, những câu chuyện đại loại như thế lại luôn bị người ta khinh thường. Coi đó là những thứ tục tiểu, bẩn thỉu Có nghĩa là mấy bản khắc gỗ ở đây không thể để cho người khác xem được. Vì vậy, Hà Vượng mới không muốn để mạnh thiền sở mở bọc hành lý của hắn ra. Phương trượng huyền âm liếc mắt nhìn thấy hình khắc trên biếng gỗ, vội nhắm mắt thấp giọng niệm Phật hiệu. Hạ Vượng tỏ ra xấu hổ, cố gượng cười. Đây, đây là ta mang hộ người bằng hữu ta, còn ta làm ăn đứng đắn, không động đến những món này đâu. Mạnh thiên sở cũng không để ý đến hắn, lật mấy miếng gỗ lên, không thấy vòng cổ, lúc này mới mở cái bọc nhỏ ra. Nút thắt vừa mở, cả ba đều ngây người. Ngay trên mấy bộ quần áo, rõ ràng là một cái vòng cổ trân châu phát sáng nhẹ nhẹ. Đây đúng là vòng cổ của tần phu nhân. Huyền ẩm chắp tay niệm Phật, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hạ Vượng sợ ngay cả người lắp bắp, sao, sao lại thế này, vòng cổ sao lại ở đây? Mạnh Thiên Sở cười lạnh, đúng thế, sao lại thế nhỉ? Ông chủ hạ, vòng cổ của tần phu nhân sao lại chạy đến chui vào bọc hành lý của ngươi nhỉ? Tần giật Vân đứng ngoài cửa, vừa nghe tiếng hét to một tiếng rồi lao vào, nước mắt nhìn thấy chiếc vòng cổ kia, đúng là của nương tử ta, đúng là nó rồi. Rồi quay người lại chăm chăm nhìn vào Hạ Vượng được lắm, quá nhân cầu tặc nhà ngươi lóa mắt vì tiền nổi máu tham lam giết nương tử của ta, ta, ta phải liều mạng với ngươi rồi lao lên đánh Hạ Vượng. Mạnh Thiên Sở vội vàng giữ chặt tay của hắn rồi lạnh lùng hỏi Hạ Vượng: vật chứng ở đây, ngươi còn gì để nói không? Hạ Vượng cứng họng, mặt tái mét, lúc đỏ lúc trắng rồi bỗng khàn khàn lên tiếng: oan uổng quá, không phải ta giết, không phải ta giết, thứ này không phải ta lấy, không phải ta thật sự không phải ta nhất định có người vụ oan giá họa cho ta vụ oan giá họa sao <laughs> hùng phạm nào bị bắt cũng đều thích nói câu này mạnh công tử mạnh công tử ta bị oan ta không có giết người không giết người thật mà nhất định có người muốn hãm hại ta cầu xin ngươi xin người hãy tin ta thôi được rồi nhưng lời đó người cứ giữ lấy khi nào gặp tri huyện đại lão ra hãy nói tiếp mạnh thiên sở xoay người nói với hư tùng lấy một cây dây thừng đến đây trói hắn lại khi trời sáng áp giải xuống núi đưa đến quan phủ xử theo pháp luật hư tùng đáp ứng vội vàng chạy đi tìm dây hà vượng lưu lại vài bước hai tay khùa loạn tưởng như làm vậy có thể tẩy sạch được tội trạng của hắn như vậy hư tùng đưa dây cho mạnh thiên sở hắn cầm lấy dây tiến để nói ông chủ hạ ngươi để yên cho ta trói hay là muốn ta chế phục rồi mới trói đây vừa rồi hà vượng bị mạnh thiên sở chế phục chỉ bằng một chiêu vẫn còn chưa hết sợ. Hơn nữa, ngoài cửa lại nhiều người như vậy chạy đầu cho thoát. Hắn đành buông tay mặc cho Mạnh Thiên Sở trói chặt. Tuy nhiên, miệng vẫn không ngừng nói. Mạnh Công Tử, thật sự không phải ta. Ta không có giết, oan uổng quá. Có người, có người hãm hại ta mà. Mạnh Thiên Sở trói chặt hai tay của hắn xong rồi lại cột hắn vào trụ nhà, nói với lão đầu. Đêm nay, người phụ trách trồng còi hắn, nếu hắn dám lộn xộn người gọi người khác tới lão đầu gật đầu đáp ứng tần giật vân hướng mạnh thiên sở chắp tay thì lễ đà tạ mạnh công tử phá được vụ án này báo thù cho đường tử của ta đà tạ mạnh thiên sở cười nói người đề cử ta làm hình danh sư gia đường nhìn vụ án này ta phải phá không cần nói cảm ơn coi như đó là một cử chỉ báo ân tần giật vân lại nói mạnh công tử quả nhiên có bản lĩnh không tốn mấy sức mà phát được án bội phục bội phục không uống ta để cử người làm hình danh sư ra rồi xoay người ra cửa gọi lớn tế văn tế văn tế văn đang cùng hạ phượng nghi và phi yến ở ngoài sân nghe thấy tần giật vân gọi vội vàng chạy vào đến bên tần giật vân cúi đầu thì lễ dạ lão ra tần giật vân kéo vân tễ lại ôm lấy nàng ta nói với mạnh thiền sở hàng châu cách tô châu không xa ta cùng tệ văn quay về tô châu thành thân muốn mời mạnh công tử tới uống chén rượu mừng ăn uống mấy ngày rồi đi ý người thế nào vợ mới chết được vài canh giờ đã tính việc lấy vợ mới mạnh thiên sở thấy hành động này của tần dật vân thực phản cảm liền chắp tay nói không được mạnh mẫu cần phải đến hàng châu gấp thời gian còn nhiều nhất định sau này sẽ tới thăm đối với hồn sự này của bọn mạnh thiên sở tất là có ác cảm ngay cả mấy câu chúc mừng cũng không nói Tần giật văn không để ý Vẫn nói Nếu đã như vậy Sau này nhất định mạnh công tử Phải đến chỗ ta uống chén rượu nhá Nhất định nhất định Mạnh thiên sở cũng chắp tay khách giáo nói mấy câu Tần giật vân liếc nhìn chiếc vòng cổ còn đặt trên bàn. Mạnh công tử, chiếc vòng cổ này ta có thể thu lại được chưa? Mạnh thiên sở lắc đầu, tạm thời chưa được. Đây là tang vật, chờ ngày mai quan viên địa phương đến đây làm biển bản mới có thể trả lại cho ngươi vậy cũng được cái vòng này vụ án này do ta phụ trách cái vòng này cứ để ta bảo quản cho tần giật vân liên tục gật đầu cười nói như vậy tốt quá rồi mạnh thiên sở nhìn chằm chằm trước vòng cổ một hồi rồi lại nhìn hạ phượng nghi đang là bị cột chặt rồi lại nhìn hạ vượng đang bị cột chặt nghĩ nghĩ xoay người nói với hạ phượng nghi đường tử cho ta mượn khăn tay được không mặt của hạ phượng nghi hơi đỏ lên nhưng không nói gì lấy khăn ra đưa cho Mạnh Thiên sở Hắn nhận lấy, cảm thấy được mùi thơm từ chiếc khăn tay tỏa ra như thấm vào ruột gan, rồi cảm nhận lấy khăn, nói gói chiếc vòng ngọc lại, bỏ vào ngực áo. Trường chân vũ lên tiếng, Mạnh công tử phá án như thần, tiểu đệ thập phần bội phục, vô tình bởi huynh uống tiếp vài chén. Nhưng đêm đã khuya, sợ làm lỡ giấc mộng xuân của hai vợ chồng, tiểu đệ đành lẻ loi nằm một mình vậy. Mạnh thiên sở cũng cười, đúng như vậy, dù sao ngày mai chúng ta còn phải chờ quan phủ lên núi trả án, chưa thể đi ngày được. nếu trường huỳnh còn có hứng thú, mà chúng ta ra ngoài tìm chỗ thanh nhã uống vài chén thế nào? trường chấn vũ hơi nhíu mày, ngày mai chúng ta còn phải chờ quan phủ lên núi sao? đúng như vậy, trường huỳnh yên tâm, chúng ta đều là nhân chứng, nhà buồn hỏi xong là chúng ta có thể đi, chắc chắn sẽ nhanh thôi. lông mày của trương chấn vũ lúc này mới giãn ra, như thế thì tốt chúng ta làm chứng trợ giúp việc điều tra. Tần Giật Văn vội khom người, đã tạ trường công tử, đã tạ chư vị hỗ trợ. Ngày mai sau khi nha môn thủ lý vụ án, xuống thị trấn dưới núi, ta sẽ làm chủ, thiết yến cảm tạ. Mạnh thiên sở và trương chấn vũ đều chắp tay. Đầu có gì? Rồi mạnh thiên sở tiếp. Mọi người về nghỉ đi, giờ đã canh bốn rồi. Lúc này mọi người mới giải tán. Tần Giật Vân đã công khai quan hệ của mình với Tệ Văn, vì thế họ cùng về phòng của vợ chồng Tần Giật Vân lúc trước nghỉ. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến về phòng. Phi Yến đem nước cho hai người rửa mặt xong, thất thần ngồi im trên ghế không nhúc nhích. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên hỏi, Này, sao người không về ngủ? Chẳng lẽ muốn ngủ chung với chúng ta sao? Tốt quá, ba người chúng ta đắp một chăn càng ấm. Phi Yến lảo màu, ta, ta ngủ một mình, ta sợ. Hạ Phượng Nghi cười nhẹ một tiếng Hai chúng ta ngủ ở đây đi Còn hắn ngủ dưới đất Thật sao Phi Yến vui mừng kêu lên Mắt lại nhìn Mạnh Thiên Sở Bởi nàng biết chuyện này phải do Mạnh Thiên Sở quyết định Mạnh Thiên Sở nặng nề hừ một tiếng Thế thì ta sang phòng bền ngủ Nói đoạn đứng đền bước ra ngoài Phi Yến bây giờ cả kinh Việc này không được Tuy là giả vợ chồng Nhưng không thể để cho người khác thấy Mỗi người ngủ một nơi được Nếu sự tình bị bại lộ tội này nàng gánh không đổi đành phải vội đuổi theo hắn ngay lập tức vào đến phòng lúc bây giờ thấy mạnh thiên sở đang đứng bên giường giống như đang chuẩn bị cởi quần áo phiến vội tiến lên giữ chặt tay hắn thiếu gia đừng xin thiếu gia về phòng đi ta ngủ một mình cũng được mà mạnh thiên sở quay đầu lại liếc nhìn dáng người yểu điệu vô cùng xinh đẹp của phi yến cười cười mà nói khẽ vậy ta ngủ cùng người cũng được hai người ngủ càng ấm áp Phi Yến cười hì hì trừng mắt nhìn hắn Không phải ta đã nói sao Muốn ngủ với ta đợi kiếp sau đi Rồi túm lấy tay của hắn lôi ra ngoài Đi mau ta muốn ngủ rồi Mạnh thiên sở bây giờ rằng tay ra Quỳ trên giường Ôm lấy chăn gối đem ra ngoài Thế vậy Phi Yến vội kêu lên Người đem chăn gối đi ta ngủ làm sao Mạnh thiên sở quay đầu lại cười cười Không phải ngươi ngủ cùng với thiếu phu nhân sao Ta đem chăn đi thì ảnh hưởng gì đến ngươi Phi Yến lúc này mới hiểu ra Mạnh thiên sở đến đây để đem chăn gối về phòng Chứ không phải định ngủ lại đây Nàng theo hắn về phòng Hờn dỗi mà nói Không biết người nói câu nào là thật Câu nào là giả nữa Bây giờ mạnh thiên sở mặt dày hơn cách thớt Thấp giọng nói Câu vừa rồi ở phòng bên là thật Câu đó hắn nói muốn ngủ cùng nàng Phi Yến đỏ mặt trừng mắt Nằm mơ Nói đoạn nàng giật lấy chăn trên tay của hắn Đi đến bền giường hạ phượng nghi tủm tìm cười hai người mơ mộng cái gì đấy mộng xuân mạnh thiên sở cười hì hì hắn bị hoàng tưởng đấy phi yến đành gượng cười trải giường xong phi yến cùng hạ phượng nghi ngồi bên giường nhìn mạnh thiên sở mạnh thiên sở ôm chăn chiếu trải trên mặt đất sau đó cởi trường bào trợn mắt nhìn hai tiểu mỹ nhân bên giường rồi làm bộ cởi quần ra hai người hô lên một tiếng vội vàng quay đầu đi mạnh thiên sở cười hà hà chui vào chăn mà nói ngủ ngon nhá rồi xoay người về phía hai nàng lúc này hai người mới biết lại bị hắn trêu đùa nhìn nhau mà cười hạ vượng Ngư nhìn lưng của hắn nhớ lại trước kia thôi hư tật xấu hắn dắt đầy người thế mà từ khi thành thân đến nay không biết đã cất đầu hết tuy rằng mấy ngày nay hắn chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp nhưng cũng không đến nỗi làm cho người khác chán ghét người ngoài có khi còn tưởng hắn là chính nhân quần tử cũng nên ấy chứ không rõ là hắn làm bộ hay là trước kia mình hiểu nhầm hắn. Phiến tôi tắt ngọn đèn trên bàn, hai nàng cởi áo quần ngoài rồi chui vào chăn nằm. Nằm một lúc vẫn không ngủ được. Đêm này xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Tuy chẳng hai nàng quả thực không có quý mến gì tận phu nhân, nhưng tận mắt thấy nàng bị treo cổ trong nhà vệ sinh, vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Đối với cái gã mạnh thiếu gia đang nằm dưới đất kia, hai người lại càng không hiểu. Vụ án ly kỳ như vậy không quá một canh giờ hắn đã phá được án chẳng lẽ đúng là hắn có kinh nghiệm trong việc điều tra phá án hay sao chẳng lẽ trước kia hắn giả vờ là một gã vô học sao hay là hắn đọc tứ thư ngũ kinh không có hiểu nhưng lại có biệt tài trong việc này thật là đau đầu phi yến rút cuộn không chịu được nghiêng người gọi thiếu gia đã ngủ chưa ngủ say rồi mạnh thiên sở mơ màng nói không đứng đắn gì cả phi yến hừ một tiếng này ta hỏi ngươi làm sao người biết phá án vậy? học của ai? không học, ta tự biết. mạnh thiên sở hàm hàm hồ hồ mà nói, không nói thì thôi. phi yến nằm thẳng lại nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm. nhưng ta cảm thấy có vẻ như hạ vượng không lấy cái vòng cổ đó. hai mắt của mạnh thiên sở sáng như sao, quay người lại hỏi phi yến. người cũng cảm thấy như vậy sao? phi yến nói, đúng như vậy. chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ điều đó không hợp lý sao? Người nói trước xem có điều gì không hợp lý nào Ta và thiếu phu nhân chỉ đứng ở cửa nhìn vào Tuy nhìn không rõ lắm Nhưng khi người tìm thấy vòng cổ Hắn vô cùng sợ hãi Ta cũng không rõ lắm Nhưng ta cảm thấy không phải hắn làm bộ Nếu thật sự hắn làm bộ Hạ vượng chắc đã làm diễn viên Chứ không đi buôn bán làm gì Đúng không thiếu phu nhân Hạ phượng nghi bây giờ mới nói Đúng như vậy Về mặt đó của hạ vượng đúng là không phải làm bộ mạnh tiên thở thở dài một tiếng đúng thế ta cũng phát hiện ra lúc hà phượng nhìn thấy chiếc vòng cổ đó biểu hiện của hắn thực sự là bất ngờ và hoảng sợ như là hắn căn bản không nghĩ rằng chiếc vòng ở đó lúc đó ta còn hơi nghi ngờ nhưng quan sát những lời nói và biểu hiện sau đó của hắn ta càng khẳng định cảm giác này hạ phượng nghi bây giờ tỏ ra hơi căng thẳng nghiêng người dậy hỏi mạnh thiên sở thế vậy chẳng lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi sao Chẳng lẽ hung thủ không phải Hạ Phượng Hạ Phượng nghi vô ý nói chúng ta Có vẻ như trong tiềm thức Cô gái xinh đẹp đã đặt Mạnh Thiên Sở Và nàng ở cùng một chỗ Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở Không khỏi vui sướng Nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì Thở dài một tiếng Có thể lắm Nếu hắn thật sự là hung thủ Giết hại tần phu nhân Rồi đoạt lấy vòng cổ trần Châu của nàng ta Giấu trong bọc hành lý Chắc chắn hắn sẽ không thành thành thật thật Để chúng ta điều tra còn nếu rõ ràng hắn biết vòng cổ trân châu trong đó mà mặt không biến sắc khi thấy ta mở hành lý. Chỉ đến khi nhìn thấy nó hắn mới tái mặt thì tài diễn xuất đó thật khiến người ta phải nể phục. Phi Yến bây giờ mới nói đúng như vậy nếu thật sự là hắn hắn phải tìm mọi cách để đào tẩu chứ không đứng ngây ngốc ở đó để chúng ta dễ dàng bắt được. Lúc đó ta cũng thấy điều đó bất hợp lý. Có điều trong mấy người ở đây chỉ có lão hòa thượng Hạ Vượng và lão đầu có thời gian gây án. Lão hỏa thượng và lão đầu đều không đủ động cơ gây án, còn Hạ Vượng có cả động cơ lẫn thời gian. Nhưng biểu hiện của hắn bất thường như thế, nếu hung thủ không phải là hắn thì có thể là ai kia chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ đúng là do nữ quỷ ôm đứa con khóc ngoài kia làm ra điều này hay sao? Hạ Vượng ghi bây giờ gằn giọng, đừng có hù dọa bọn ta như thế chứ. Ta không có hù dọa các ngươi đâu. Vừa rồi lúc ăn cơm. Các người không ở trại phòng nên không biết Chuyện đó thật đáng sợ Tiểu hòa thượng kể rằng Vài năm trước có một nữ tử áo trắng Tới ngồi chùa này Rồi treo cổ chết sau rừng Có người phát hiện ra thì đã chết rồi Đừng, đừng nói nữa Ta không nghe, không nghe đâu Hạ Phượng Nghi lắc lắc đầu bịt tay Nằm xuống trùm kín chăn lên <laughs> Không nói nữa, ngủ đi Mạnh thiên sở cũng xoay người Đắp chăn mà ngủ Lá gan của phi yến lớn hơn của Hạ Phượng Nghi một chút Tuy có sợ hãi nhưng vẫn có chút tò mò Chuyện mà là như vậy Càng sợ hãi lại càng muốn nghe Nàng thấp giọng hỏi Này thiếu ra Lúc người ta phát hiện nàng ta thì làm sao Mạnh thiên sở quay lại muốn nghe à Ừ Phi Yến chui vào chăn nhưng vẫn gật đầu Thiếu phủ nhận người không muốn nghe Ta nói ra nàng ta lại trách ta <laughs> Hay là người xuống đây nằm với ta Ta nói riêng cho mà nghe được không <laughs> Đừng hòng không nói thì thôi, quên đi. Nói đoạn nhắm nghiền mắt lại, nhưng mắt nhắm một hồi lại mở ra. Phi Yến lầy lầy hạ Phượng Nghi thấp giọng Thiếu phủ nhân bảo hắn nói đi, chúng ta có bà người ở đây, việc gì phải sợ. Hạ Phượng Nghi bây giờ thò đầu ra khỏi chăn, hơi dò dự. Đang định gật đầu, chợt loáng thoáng nghe tiếng trẻ con khóc. Thành âm thể đường thảm thiết kéo dài. Hơn nữa, dường như tiếng khóc đang tới gần. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng hét lên một tiếng, chui tọt vào chăn rùn lẩy bẩy mạnh thiên sở cũng rùng mình cũng may hắn đã nghe tiếng khóc vài lần nên không còn cảm thấy quá sợ hãi như lần đầu nữa hắn vùng dậy nghe ngóng kỹ càng tiếng khóc hình như truyền lại từ phía nhà vệ sinh lại như đang ở ngày sau vách mạnh thiên sở chui ra khỏi chăn rón ra rón chén đến bên cửa sổ nghiêng người lắng nghe một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ cửa vừa mở ra một trận gió lạnh lùa vào tiếng khóc đột ngột lớn lên hẳn như thể nó ở ngay bên ngoài vậy. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng thi lương. Mạnh thiên sở bắt trước bộ dáng của phương trưởng huyền âm cao giọng gào to. a à di đà Phật, nghiệp chướng mau đi đi. Thật là kỳ quái, hắn vừa dứt lời, tiếng khóc kia liền ngừng bặt, không nghe thấy gì nữa. Mạnh thiên sở đợi một lát không có động tĩnh gì, ngoại trừ tiếng gió lạnh quất phần Phật từng cơn qua rừng tùng. Lúc này mới đóng kín cửa sổ Hắn đến bên giường của chủ tớ Hạ Phượng Nghi Thế chăn rùn bẩn bật Không khỏi đắc ý Đừng có sợ nữa Ta đã đuổi nữ quỷ kia đi rồi Sau một lúc lâu Hai người mới dám ló đầu ra khỏi chăn Phi Yến lắp bắp niệm Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Bồ-tát phù hộ Đừng để nữ quỷ kia đến nữa Mạnh tiên sở cố ý trêu hài nặng Không có chắc đâu Nghe nói nữ quỷ kia chết sau chùa Âm hồn không tiêu tán Sao có thể dễ dàng đi được vậy Phi Yến lại hỏi giọng vô cùng căng thẳng Thế, thế nữ quỷ kia treo cổ Vậy sao còn có tiếng trẻ con khóc Trẻ con đi à <laughs> Đứa trẻ đó chính là đứa con nữ quỷ kia Sinh hạ sau khi treo cổ Phi Yến sợ đến tái cả mặt chưa ngay vào chăn trùm kín cả đầu Hạ Phượng Nghi sẵn giọng Người là đồ đáng chết Luôn miệng nói ma với quỷ <laughs> Ngồi chuột đổ nát này cũng thật là quỷ quái dứt lời nàng ta phát hiện chính mình cũng nói ra chữ quỷ như hắn mạnh thiên sở bây giờ bật cười lần này không phải do ta nói đâu nha thực ra ma quỷ chính là như vậy càng sợ hãi thì càng có nhiều quỷ chỉ cần ngươi lớn mật đối mặt với nó thì sẽ không có ma quỷ không nghe người ta nói người sợ quỷ ba phần quỷ sợ người bảy phần sao thôi nước quỷ kia cũng đã đi xa tạm thời không trở lại mà cho dù trở lại cũng không có sợ đã có ta ở đây Yên tâm mà ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp tục điều tra vụ án này. Lúc này trời đã bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rào rào đổ xuống mái hiên, xuống sân càng lúc càng lớn. Tiếng mưa có tác dụng làm người ta trấn tĩnh rất tốt, làm cho không khí dịu bớt căng thẳng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dần dần bớt đi nỗi sợ hãi, mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc Mạnh Thiên Sở tỉnh dậy thì trời đã sáng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến vẫn còn đang ngủ hắn nhẹ nhàng mặc quần áo, mở cửa định bước ra ngoài. Tiếng thèn cửa động làm Phi Yến tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Thiên Sở. Thiếu ra, người đã dậy rồi sao? Mạnh Thiên Sở thấp giọng ta đi ra ngoài giải quyết vụ án, các người cứ ngủ tiếp một lúc để lấy sức. Nói đoạn đóng lại cửa bước ra, hắn tạm vào phòng lão đầu đẩy cửa ra. Chỉ thấy lão đầu đang ngồi bên giường, cẩn thận giám thị Hạ Vượng đang bị trói. Hiển nhiên Hạ Vượng cả đêm qua không ngủ, tinh thần vốn uể oải nhưng khi vừa nhìn thấy mạnh thiên sở bước vào liền tỉnh ngay lại cất giọng cầu xin mạnh công tử ta thật sự không giết tần phu nhân cái vòng cổ kia chắc chắn có người vụ oan hãm hại cho ta cầu xin ngươi thả ta ra đi mạnh thiên sở bây giờ chưa kịp trả lời Trên bên ngoài có tiếng người la lớn nguy rồi hư tùng cũng treo cổ rồi mạnh thiên sở cả kinh chạy vội đến trước cửa thiện phòng hư tùng đẩy cửa ra chỉ thấy tiểu hòa thượng cổ hư tùng đã bị một chiếc vải cuốn quanh treo lên trên sàn nhà trên người chỉ mặc mỗi chiếc khố đầu gục xuống hai mắt hơi mở hai chân cách mặt đất đến một thước bên cạnh là một chiếc ghế bị đổ trường chân vũ tần giật vân lão đầu chạy đến trước mọi người sau đó cùng đến tệ văn nhìn thấy xác hư tùng lờ lửng giữa phòng sợ hãi hét lên một tiếng trong một đêm mà có liên tiếp hai người trèo cổ hơn nữa lại có nữ quỷ có và trẻ con kêu khóc ngoài rừng Ai không sợ chắc không phải là con người nữa Kinh thưa tất cả quý vị khán thính giả Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả Cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo